thuốc Coveram 5/5. Thành phần gồm perindropin và amlodipine, có hai thành phần. Công dụng để điều trị tăng huyết áp và hoặc bệnh động mạch vành ổn định. Bệnh nhân đã dùng perindropin và amlodipine dưới các dạng viên riêng biệt thì có thể dùng thay thế bằng một viên Coveram có chứa hai thành phần này. Liều dùng là nuốt viên thuốc với một cốc nước vào đúng giờ mỗi ngày, vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Bác sĩ sẽ quyết định liều dùng, thông thường uống một viên mỗi ngày. Các cái trường hợp sau thì không được sử dụng, như là bao gồm là dị ứng với bất kỳ thành phần nào của Coveram hoặc các thuốc tương tự, thuốc đối kháng canxi khác. Phụ nữ mang thai và cho con bú cũng không được dùng. Nếu gặp các triệu chứng như thở khò khè, sưng mặt hoặc lưỡi, ngứa gian hoặc phát ban da nghiêm trọng khi dùng thuốc thì hoặc trong trường hợp trong gia đình đã có từng có những người dị ứng ấy, họ cũng thì không được dùng. Nó sẽ gây ra cái hiện tượng là phù mạch. Những người bị hẹp van động mạch chủ hoặc bị sốc tim cũng không được dùng. Nếu bị hạ huyết áp nặng cũng không được dùng. Và nếu trường hợp mà bị suy tim sau cơn đau tim cũng không được sử dụng cái thuốc này. Thuốc này là thuốc kê đơn, thuốc điều trị huyết áp, thuốc kê đơn, phải dùng đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.